Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Bậc Thầy Giao Tiếp Nhiếp Phục Công Sở. Tác giả Megara, đơn vị ủy thác bản quyền, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông UPSI. Giọng đọc Ngọc Chi. Phần 1. Môi trường giao tiếp tích cực. Bạn có làm việc trong một công ty có môi trường giao tiếp tích cực hay không? Hay đó là một môi trường giao tiếp tiêu cực? Chắc bạn sẽ trả lời ngay được có hoặc không. Đúng chứ và chắc chứ? Hãy khoan đã, giao tiếp tích cực là gì vậy? Dĩ nhiên bạn không biết khái niệm này, nhưng tại sao bạn vẫn lập tức trả lời được rằng mình có làm việc trong một môi trường tích cực hay không? Nếu muốn có một câu trả lời phức tạp, hãy đọc cuốn sách mỏng 190 trang nhưng khá đắt, bản bì cứng $149 của Julian C. Mirivo, Nghệ thuật giao tiếp tích cực, lý thuyết và thực hành. Nhưng thay vì thế, bạn có thể đọc một câu trả lời cực kỳ ngắn gọn và xác đáng của một nữ diễn giả chỉ có hơn 800 người like và cũng từng ấy follow trên Facebook, Marian Grove Finkelstein. Bà đúc rút một điều ngắn gọn và tuyệt vời như sau. Thái độ tích cực ấy là giao tiếp tích cực. Chính là thế, Marian đã đọc báo cáo tâm lý học và rút ra rằng cái tích cực đẻ ra cái tích cực. Bà khẳng định, cứ tích cực đi, tích cực giúp ta yêu đời phơi phới và tràn trề năng lượng, rồi ta sẽ làm mọi người quanh ta cũng vui vẻ như vậy, ngay khi họ đáp lại hoặc giao tiếp với ta. Điều tuyệt đối đúng là thái độ tích cực có thể thay đổi cách một người nhìn nhận toàn bộ thế giới mà họ sống trong đó. Điều tuyệt đối đúng nữa là sự tích cực sẽ tạo ra sự tích cực, và quả thật một tinh thần tích cực của nội tâm sẽ chiếu sáng những thế giới giao tiếp u buồn. Chỉ có một điều đáng lăn tăn, thái độ tích cực ấy có tạo ra được giao tiếp tích cực không? Và có là giao tiếp tích cực không? Đúng và sai. Đúng, vì không có thái độ tích cực, không có tính cách tích cực, thì không bao giờ có giao tiếp tích cực. Sai, vì giao tiếp tích cực đòi hỏi một hệ kỹ năng để bộc lộ thái độ tích cực một cách đúng và hiệu quả nhất. Chúc mừng bạn, bạn đang cầm trên tay cuốn sách sẽ làm thay đổi cách bạn giao tiếp lẫn thái độ giao tiếp của bạn nơi công sở, văn phòng và nhiều hơn cả thế. Nhiếp phục công sở. Giao tiếp tích cực nơi công sở là một số tổ hợp hàng loạt những kỹ năng giao tiếp thể hiện các giá trị tích cực như hợp tác, mục tiêu chung, phát triển cùng có lợi, win-win, qua các phương tiện kết nối, giao tiếp, giao dịch trong thế giới công sở, văn phòng. Nghĩa là trong đám kỹ năng đó, gồm cả viết email, họp, thuyết trình, làm báo cáo, cho đến ăn nói, chào hỏi hẹn đối tác. Thế thì có thành ra phức tạp hóa đời sống công sở không nhỉ? Không đâu bạn thân mến, những kỹ năng đó giúp bạn bộc lộ sự tích cực và lan truyền các giá trị tích cực. Một khi đã quen bộc lộ sự tích cực, chắc chắn bạn cũng bắt đầu quen sống và nghĩ một cách tích cực, không chỉ ở nơi công sở mà còn trong mọi quan hệ xã hội. Nghĩa là từ đây chính trong môi trường công sở, bạn sẽ trở thành một con người tích cực. Xét đến cùng thì trong một đời nhộn nhạo lắm điều mệt mỏi, tại sao còn phải tự khiến mình tiêu cực cơ chứ? Hơn nữa, với những kỹ năng giao tiếp tích cực nơi công sở, bạn sẽ tạo nên những đồng nghiệp tích cực và dần dần có một môi trường tích cực quanh mình. Đó không phải là điều bất kỳ ai cũng kiếm tìm sao? Nên đừng than vãn, công ty tôi chán lắm, mà hãy bắt đầu đọc và thực hành ngay đi. Giao đời cho nhau, niềm tin nơi công sở. Nếu bạn đến công ty trong một tâm thế đề phòng gã đồng nghiệp ngồi cạnh, lẫn cô thư ký giám đốc xinh đẹp phòng bên, vì hình như họ thậm thụt gì với nhau để bêu xấu bạn, thì bạn có thấy khó chịu không? Nếu gã đồng nghiệp này
vẫn cứ tỏ ra ngọt nhạt với bạn, trong khi bạn không tin hắn, thì mỗi ngày ngồi cạnh hắn đều là một cực hình theo nghĩa đen. Vì khi không có sự tin cậy lẫn nhau, chúng ta chẳng ai muốn đối tốt với nhau cả. Lại nữa, nếu công ty mà bạn đang làm việc có tiếng là lừa đảo khách hàng, dịch vụ kém cỏi, chất lượng sản phẩm tệ hại, thì bạn nghĩ sao về mình và các đồng nghiệp? Bạn sẽ tin tưởng họ đều là những nhân viên xuất sắc tận tâm chứ? Đương nhiên là không, và bạn cũng không thể tích cực gì với họ cả. Mà tốt nhất nên tự lo thân mình đi, xem bao giờ thì công ty phá sản và công việc của mình sẽ ra sao nếu sếp sa thải. Một công ty không có uy tín thì chẳng có gì cả. Trong một công ty thiếu sự tin cậy và uy tín thì chẳng ai thật sự đối tốt với nhau nổi. Chẳng có giao tiếp tích cực nào và chẳng có gì tích cực cả. Vì sự tin cậy và uy tín là hai yếu tố nền tảng của giao tiếp tích cực trong mọi lĩnh vực. Ở đây có một mối quan hệ đặc biệt giữa sự tin cậy nội bộ và uy tín trong các giao dịch bên ngoài của tổ chức. Sự tin cậy nội bộ tạo nên một không khí thoải mái, giảm thiểu các chi phí và khúc mắc trong giao dịch nội bộ, thúc đẩy công việc hiệu quả hơn giữa các thành viên và các phòng ban. Trong khi đó, uy tín trong các giao dịch bên ngoài lại giúp tổ chức, công ty, doanh nghiệp dần hình thành tính trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Uy tín là kết quả của sự vận hành chuyên nghiệp. Cũng đúng khi nói rằng uy tín gây nên một sức ép thôi thúc các doanh nghiệp tìm cách hoạt động chuyên nghiệp hơn nhằm thích ứng với các đòi hỏi của khách hàng và đối tác. Thật vậy, vì thế uy tín được xếp vào một trong những giá trị cốt lõi của mọi tổ chức, công ty, chuyên nghiệp. Quay trở lại với mối quan hệ gắn bó vừa ruột thịt vừa yêu thương giữa sự tin cậy nội bộ và uy tín với bên ngoài. Hai giá trị này thúc đẩy nhau và tạo ra nhau. Bởi vậy ta còn có thể nói rằng thiếu sự tin cậy nội bộ thì công ty, doanh nghiệp, tổ chức đó rất khó tạo ra uy tín bên ngoài. Nếu một khách hàng phản hồi chất lượng dịch vụ quá tồi thì một tổ chức thiếu tính tin cậy nội bộ sẽ đổ trách nhiệm lên nhau và không có khả năng phản hồi tích cực với khách hàng cấp thời. Việc đó dĩ nhiên khiến uy tín công ty giảm và có nguy cơ gây ra các thảm họa truyền thông từ những sự việc rất nhỏ. Đây là bài học xương máu cho rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang trên đà phát triển trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sự tin cậy nội bộ tạo nên một môi trường cho phép cả những nhân viên vững mạnh lẫn những nhân viên dễ tổn thương thấy an toàn để vừa phối hợp với nhau nhịp nhàng đồng bộ, vừa dám phát triển các sáng kiến và động viên nhân lực nhanh chóng hỗ trợ các sáng kiến quan trọng. Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên niềm tin luôn chân thành và cởi mở. Chính những mối quan hệ như vậy cũng tạo nên môi trường tích cực, trong đó các nhân viên không muốn rời bỏ công ty, tổ chức, cả khi có những cơ hội tốt hơn bên ngoài vẫy gọi. Mái vòm và trụ trống của lâu đài giao tiếp. Sau khi tin tưởng lẫn nhau trong một công ty có uy tín, giờ thì bạn đã thấy ổn chưa? Rồi ấy hả? Nếu cô nàng mắt xanh màu đỏ ngồi cạnh bạn, suốt ngày lướt web, chat Facebook, rồi huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể, chẳng chịu cống hiến hay làm việc nghiêm túc, thì bạn sẽ làm gì? Cũng vừa làm vừa chơi, hay kệ người ta, mình làm việc nghiêm túc đã, hay tố cô ta với sếp. Phương án nào cũng biến bạn thành một con người tiêu cực cả. Một công ty thiếu sự tham gia tích cực và tính cống hiến của các nhân viên thì sự tiêu cực trong môi trường làm việc và giao tiếp sẽ lan tràn. Hãy nhớ nhé, sự tham gia tích cực liên quan đến khả năng thu hút và động viên nhân viên của các công ty. Tính cống hiến cho thấy nỗ lực cá nhân của từng thành viên trong tổ chức đối với nhiệm vụ được giao. Mức độ tham gia tích cực ở mỗi nhân viên gồm 3 phần. Quan tâm đến mục tiêu chung của tổ chức. Tự thấy mình là một phần tử của tổ chức. Muốn tham gia vào các hoạt động chung do tổ chức đề xuất. Nếu nhân viên có độ tham gia tích cực cao và luôn cố gắng quảng bá hình ảnh công ty, họ sẽ làm tốt nhất công việc của họ mỗi ngày. Cũng như nhiệt thành đóng góp cho các hoạt động chung. Tính cống hiến trong từng thành viên cũng quan trọng như vậy. Vì một tổ chức hiện đại vận hành dựa trên các vai trò được phân công và phân chia trách nhiệm rất cụ thể. A. Nhân viên. B. Bán hàng.
C. Dịch vụ, E. Kế toán. Trong đó, mỗi nhân viên là một đầu mối công việc và là một khâu trong tổng thể quá trình vận hành chung của tổ chức. Thiếu tinh công hiến, một nhân viên sẽ hạ thấp thời gian lao động và chất lượng lao động của mình xuống bằng với mức để duy trì địa vị và lương thưởng mà mình nhận được. Thậm chí có xu hướng giảm chất lượng ở khâu của mình nếu khâu trước và khâu sau có thể đảm bảo chất lượng tốt. Một nhân viên thiếu tinh công hiến sẽ mong muốn các nhân viên khác có thái độ tiêu cực về công ty và công việc như mình. Họ sẽ thích ngồi kể tội và phàn nàn cấp trên lẫn đồng nghiệp, và họ luôn là đầu mối của sự đố kỵ và chia rẽ. Nhược điểm của tinh thần cống hiến là tính cực đoan khi muốn loại bỏ các thành phần khác mà họ thấy không có cùng sự cống hiến như họ. Nhưng nhược điểm này dễ khắc phục nếu họ được các lãnh đạo khen thưởng và động viên. Tính cống hiến gắn với mục tiêu chung, giá trị cốt lõi và sứ mệnh mà một tổ chức tự vạch ra. Không một tổ chức chuyên nghiệp nào lại không đau đáu tìm cách thúc đẩy tính cống hiến này. Mấu chốt cho tính cống hiến hóa ra lại nằm trong sự tham gia tích cực. Không có sự cống hiến cá nhân nào lại không vì sự khích lệ tưởng thưởng của tổ chức, và chẳng sự cống hiến nào có nghĩa nếu không có các mục tiêu chung. Nhưng ta phải ghi nhận một vài trường hợp không ăn khớp giữa tính cống hiến và sự tham gia. Có nhiều nhân viên cần mẫn bỏ cuộc đời mình vào hoạt động của công ty, nhưng lại thật sự không thích những hoạt động chung và có xu hướng tách ra. Trong trường hợp này, sự cống hiến mang tính hạn chế bởi một thành viên của tổ chức không quen kết nối, phối hợp, tham gia với các thành viên khác sẽ không thích hợp để đưa vào các dự án lớn hoặc các chiến lược quan trọng của công ty. Trong khi tính cống hiến rất khó để tạo ra, thì việc lãng phí các nhân viên cống hiến là điều đáng tiếc. Theo một cách nhìn khác, sự tham gia tích cực chính là mái vòm của tòa nhà giao tiếp tích cực. Còn tinh thần cống hiến là những trụ cột của nó. Thiếu một trong hai, tòa nhà này thật lung lay và khó ở. Tế bào gốc của giao tiếp tích cực. Để hiểu rõ thế nào là giá trị cốt lõi, mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh, mời bạn đọc một đoạn như sau. Tầm nhìn. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Vingroup phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới, xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế. Sứ mệnh: vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. Giá trị cốt lõi: tín, tâm, trí, tốc, tinh, nhân. Bạn có thể truy cập vào trang web của Vingroup để đọc những dòng đơn giản đó. Đây là một trong những tập đoàn đang cố gắng phát triển tính chất chuyên nghiệp và hiện đại trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Bạn có thể bật cười nghĩ, nghe thật như một bản tuyên ngôn ngạo nghịu, lớn tiếng và bề ngoài. Vậy mà đó là một tập đoàn hàng đầu với bộ máy từ lãnh đạo đến nhân viên chuyên nghiệp. Một công ty không có tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh, giá trị cốt lõi thì có thể tạo nên một môi trường giao tiếp thế nào? Hẳn nhiên đó không phải là một môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, tích cực. Đưa những giá trị công ty vào nhân viên thế nào là cả một vấn đề phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn lực, nhưng không có nó thì thật tệ hại. Giá trị cốt lõi là những nguyên lý thiết yếu mang tính lâu dài của một tổ chức, tập hợp các quy tắc hướng dẫn rất nhỏ, có ảnh hưởng sâu sắc tới cách mà mọi người trong tổ chức suy nghĩ và hành động. Hệ giá trị cốt lõi mang tính thực chất và có tầm quan trọng rất lớn đối với những thành viên tổ chức và đóng vai trò như linh hồn của tổ chức. Đó là những giá trị làm nhiệm vụ hướng dẫn tất cả các hành động. Các tổ chức hay tập đoàn, công ty có giá trị cốt lõi phục vụ sứ mệnh sẽ chấp nhận thay đổi mục tiêu thị trường nếu cần để duy trì các giá trị cốt lõi thực tế của mình. Khi nhân viên cởi mở, tin tưởng và tích cực, họ sẽ làm việc rất hiệu quả, không chỉ cho chính họ mà cho cả những người xung quanh. Nhưng những nhân viên chăm chỉ này sẽ không thể làm việc thật sự hiệu quả và lâu dài nếu không có các giá trị cốt lõi, mục tiêu chung và sứ mệnh gắn kết họ với nhau.
khi những nhân viên làm việc theo những mục tiêu đan chéo nhau, những vai trò phân biệt rời rạc, việc thống nhất họ trong một hướng chung rất khó khăn nhưng rất quan trọng. Hơn nữa, trong một môi trường rời rạc, đứt đoạn, thì các phương thức giao tiếp tích cực đều khó nảy sinh và không hiệu quả. Khu vực hành chính nhà nước trên toàn thế giới đều mang tính cục bộ và thiếu tính gắn kết, dẫn đến sự ra đời của môi trường giao tiếp tiêu cực rất phổ biến. Người lãnh đạo cần tuyên bố rõ ràng về những mục tiêu của công ty, cả ở cấp tổng thể và bộ phận. Nhiều lãnh đạo các công ty và tập đoàn đều biết rằng các khóa đào tạo để các nhân viên hiểu rõ về công ty là rất cần thiết. Họ tổ chức các buổi nói chuyện giữa lãnh đạo và nhân viên, trao truyền cảm hứng và giá trị cốt lõi của công ty, nhấn mạnh những giá trị cốt lõi là nền tảng và tiêu chí hoạt động của công ty. Đó là cách để nhà quản lý gắn kết những bộ phận khác nhau trong một tổ chức. Ở quy mô bộ phận hay phòng ban và nhóm, người lãnh đạo sẽ cố gắng tạo ra không khí cởi mở, chia sẻ những định hướng chung, bao gồm những mục tiêu, chiến lược và giá trị. Nhờ đó, các nhân viên trong phòng ban, nhóm hiểu hơn về những sứ mệnh mà họ cần thực hiện để mang đến thành công chung. Tính công hiến, sự tham gia tích cực. Đây chính là mấu chốt quan trọng gắn kết tính công hiến và sự tham gia tích cực trong một tổ chức. Hiệu ứng quả cầu tuyết trong giao tiếp công sở. Hiệu ứng quả cầu tuyết. Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa rõ tại sao cần đến môi trường giao tiếp tích cực, nếu một công ty đã có sự tin cậy, uy tín, sự tham gia tích cực, tính công hiến và giá trị cốt lõi, thì câu trả lời cho bạn là hiệu ứng quả cầu tuyết. Diễn tả đơn giản nhất về hiệu ứng này như sau. Khi một quả cầu tuyết lăn xuống, càng lăn nó càng to. Đó là các lớp tuyết trên đường quả bóng tuyết lăn bị vỡ ra và tích tụ vào quả cầu tuyết. Hiệu ứng quả cầu tuyết được miêu tả như sự sụp đổ dây chuyền của một chuỗi giá trị. Trong một công ty, sự thiếu vắng một môi trường giao tiếp tích cực cũng vậy. Nếu không có môi trường giao tiếp tích cực, những dấu hiệu tiêu cực sẽ tích lũy nhanh chóng rồi bóp nghẹt năng lượng của một tổ chức. Thử tưởng tượng xem, bạn và ba nhân viên còn lại của phòng đang giao tiếp với nhau rất thân ái, rất tin tưởng. Đột nhiên có một vướng mắc trong công việc xảy ra. Một trong số đó hiểu lầm bạn và chỉ mặt bạn nói: "Đồ ngu, anh làm sai cả và báo hại mọi người." Thế là xong, đôi mắt bạn trợn tròn lên và lồng ngực ấm ức, giấm dứt không biết nói sao cho hết nhẽ. Cái gã vừa nói câu ấy đã khiến tất cả những ngày kế tiếp của bạn ở công ty là một chuỗi khó chịu kéo dài. Kể cả khi đã làm lành thì không bao giờ mối quan hệ còn tốt như cũ. Lẽ nào hắn không gặp ai đó trong phòng và nói xấu về bạn? Và bạn nữa, lẽ nào bạn không nói xấu hắn? Vậy là tan vỡ một không khí tin tưởng lẫn nhau. Giao tiếp tiêu cực có thể phá hủy mọi thứ. Nếu trong phòng bạn mà còn có một trưởng phòng hay xét nét và nặng lời trước sai lầm của người khác, ví dụ như mắng, chỉnh mà, thiếu nỗ lực, thì việc sẽ thế nào? Khi đó, các thành viên phải giao tiếp một cách dè chừng và cẩn mật thì sự tin cậy sẽ bị xói mòn. Khi sự tin cậy bị xói mòn, nhân viên có xu hướng buông tay thay vì nỗ lực, đồng thời không nói ra suy nghĩ của mình vì sợ bị chèn ép. Họ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cấp trên, trở nên cảnh giác với những đề nghị được đưa ra và ít cống hiến hơn. Cùng lúc đó, người quản lý cũng nhận thấy sự chỉnh mảng, thiếu nỗ lực của một bộ phận nhân viên. Người quản lý cũng không còn tin tưởng các nhân viên và nghi ngờ sự thể hiện của họ trong công việc. Lúc này, anh ta sẽ tính đến các biện pháp thay thế nhân sự hoặc thúc đẩy các chiến lược nhân sự vội vàng, dễ gây ra sự đổ vỡ, xương sườn nhân sự của tổ chức. Vậy là xong. Đây là bi kịch thường xảy ra ở các công ty con hoặc chi nhánh tập đoàn. Một kết quả tệ hại khác của cái cảnh đó là tình trạng hạn chế chia sẻ ý tưởng. Những ý tưởng tốt, có chất lượng xuất phát từ những cá nhân thật sự hiểu rõ tổ chức. Đó không ai khác chính là những nhân viên cống hiến, kỳ cựu hoặc tài năng của công ty. Họ là mạch máu, cũng là hồng cầu của bất cứ công ty nào. Khi nhân viên dừng chia sẻ những ý tưởng độc đáo của họ, chắc chắn rằng công ty sẽ dần suy sụp. Đây là một kịch bản không dễ chịu chút nào cho mọi công ty có quy mô lớn phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Những quy tắc sau sẽ giúp nhà quản lý luôn ghi nhớ tầm quan trọng của môi trường giao tiếp tích cực, cũng như loại bỏ các nguy cơ của hiệu ứng quả cầu tuyết. 1. Nhớ rằng giao tiếp tích cực cần trở thành một phần của văn hóa công ty. Một nhà quản lý cần nói với mọi nhân viên rằng giao tiếp tích cực luôn được chào đón và khuyến khích. Bản thân nhà quản lý phải thực hiện giao tiếp tích cực. Các nhân viên sẽ thực hiện điều này và tìm kiếm sự cởi mở tích cực từ những người khác. Nhà quản lý phải đi tiên phong và trở thành hình mẫu. Sự sẵn lòng của nhân viên sẽ bị tác động rất lớn bởi sự sẵn lòng của cấp quản lý. 2. Tôn trọng, chân thành và tưởng thưởng cho người thực hiện tốt giao tiếp cởi mở. Nhà quản lý phải nhiệt tình chia sẻ những ý kiến, góc nhìn và quan tâm tới những đóng góp tích cực. Không bao giờ phê phán, đừng lên án và đừng tùy tiện buông ra những lời chỉ trích. 3. Phát triển một công cụ hiệu quả cho sự hợp tác và chia sẻ ý tưởng. Đó có thể là một phần mềm, một trang mạng xã hội, một web tham gia điều phối hoạt động công ty. Cho dù là gì đi nữa, hãy luôn làm mọi người hiểu rằng sự tham gia tích cực và đóng góp cho tổ chức được chào đón và mong đợi. 4. Hãy nhớ rằng sự chân thành có cái giá của nó. Giao tiếp tích cực yêu cầu chúng ta, cả người quản lý lẫn nhân viên, đặt sang một bên những e sợ và thận trọng. Nhớ rằng phần thưởng cho sự tích cực sẽ vượt xa những nguy cơ của nó. 5. Là một nhà quản lý, bạn cần thực hiện những gì mà bạn nói. Nhà quản lý không thể trông chờ nhân viên thực hiện những điều mà bản thân bạn không tuân theo. Hãy tin tưởng nhân viên của mình theo cách bạn muốn họ tin tưởng. Nếu bạn là một nhà quản lý, hãy tôn trọng những cam kết của mình. Hãy chia sẻ những mục tiêu, giá trị, mối quan tâm một cách cởi mở, cho dù đó không phải lúc nào cũng là những tin tức tốt. Hãy luôn chia sẻ bằng tất cả niềm tin và thành công sẽ đến với đội ngũ của bạn. Giao tiếp tích cực là một khái niệm mà hầu hết các công ty, tổ chức, lãnh đạo, nhân viên đều thừa nhận là rất giá trị và mong muốn thực hiện được. Nhưng rất ít công ty thật sự triển khai được môi trường đó. Một công ty có thể tồn tại mà không có môi trường giao tiếp tích cực, nhưng không tổ chức nào có thể lớn mạnh mà không có nó. Các hệ thống kinh doanh dựa trên dịch vụ, bán hàng đều muốn tạo ra môi trường giao tiếp tích cực, vốn có sức mạnh vô song trong việc lôi kéo khách hàng và phát triển tính chuyên nghiệp. Nhưng làm thế nào nhỉ? Đâu chỉ một vài cái cúi đầu hay vài câu nói nhún nhường là thành giao tiếp tích cực. Vậy nên cuốn sách này cũng cần cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, cũng như các chủ cửa hàng tư nhân. Môi trường làm việc của cậu thế nào? Ổn chứ? Tiêu cực lắm. Ủa, vậy sao vẫn còn làm? Vì chưa có chỗ nào tốt hơn, có thì tớ cũng đi rồi. Hết phần 1. Môi trường giao tiếp tích cực. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.